Tiếp nối chương trình là tiết mục Múa Rùa do Tốt Nga biểu diễn. Múa rùa là một trong những hình thức diễn sướng dân gian tiêu biểu đặc sắc, một nghi lễ không thể thiếu trong tết này. Điệu múa này được tổ chức nhằm tạ ơn thần linh trời đất đã cứu giúp người Dao vượt qua sóng gió và có cơ hội được mưu sinh lạc nghiệp trên mảnh đất mới. Trong điều múa rùa, người múa tay cầm chuông, lúc đi lúc chạy long thong theo hình đường vòng tròn quanh đàn cúng, lúc đi ngược lúc chạy xuôi đi theo sự chỉ huy của ông thầy cúng để diễn tả động tác tìm bắt ta ba đem về mổ tâm xào đấu dâng lên bảng hương thần thánh và tổ tiên, mong các thần về phù hộ độ trì cho gia chủ và bản làng được bình yên hạnh phúc mùa màng tốt tươi. Dân tộc Dao toàn quốc lần thứ hai được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên của đoàn Phú Thọ xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa, thay mặt cho đoàn Phú Thọ xin được gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, ban tổ chức, hội đồng thẩm định cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội dân tộc Dao toàn quốc tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên lần thứ hai năm 2022 diễn ra thành công, tốt đẹp.